Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Mỗi năm trôi qua sẽ là một hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp, được hay không. Thế nhưng, hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Thái Tuế là một trong số những chòm sao có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh của con người. Chẳng vậy mà bất cứ tuổi nào gặp phải sao này đều có biến cố. Và trong năm 2021 sắp tới, xin được chia buồn với con giáp tuổi Ngọ đen đủi tân mạng. Tam Kheo, năm 2020 chưa qua, Thái Tuế 2021 lại đến, họa hay phúc còn chẳng thể biết được. Tuy nhiên, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Sa Cát xin bật mí cho tuổi Ngọ chi tiết về vận trình trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có thể dựa vào đó để tìm cách hóa giải và hướng tới một năm mới bình an, cát lành. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Ngọ trong năm 2021 thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, có các tinh thiên tài khơi dậy niềm hứng khởi, vui vẻ, có lợi cho tài vận và che chở cho vận kiếm tiền, mang lại niềm vui và may mắn, động viên tinh thần, khơi dậy niềm đam mê ẩm thực, mỹ vị. Tuy nhiên, tuổi Ngọ phạm xung Thái Tuế chịu giáng một đòn khá nặng. Nhiều mặt đều bị đả kích nặng nề, có thêm rất nhiều hung tinh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ. Cần phải tỉnh táo để đối phó. Tử vi tuổi Ngọ năm 2021 dự báo rằng bạn sẽ gặp nhiều giông bão. Nhưng con ngựa có một tính cách rất ngang bướng, không muốn quan tâm đến các yếu tố bên ngoài và con mắt của người khác. Hành động nóng vội, hấp tấp, điều này chắc chắn sẽ đưa nhà Ngọ vào một tình huống nguy hiểm. Trong năm 2021, mọi việc rối tung. Nhất định không được xem thường, phải cảnh giác cao độ. Sự nghiệp vì thế mà trong năm nay hiếm khi tạo ra được những bước nhảy tích cực. Trong năm nay, những người đang có ý định mang thai thì nên cẩn thận bởi vì tỷ lệ thành công tương đối thấp, tiền tài tiêu hao, mối quan hệ với anh em họ hàng không được tốt. Để vận hạn được suôn sẻ, mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Ngọ sẽ phải trải qua trong năm 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Ngọ. Về mặt sự nghiệp, tuổi Ngọ năm 2021 gặp nhiều rắc rối và dễ mắc sai lầm, hành xử khá hấp tấp, công việc kinh doanh đi sai đường, công việc dẫn đến sự nhàm chán, không có hứng thú làm việc. Năm nay tuổi Ngọ sẽ khá thụ động và chậm chạp, không tập trung tốt vào công việc, rất khó để tạo ra một sự đột phá trong sự nghiệp. Rất khó để bạn làm việc trong một công ty hoặc một vị trí trong một thời gian dài. Sự những thay đổi thường xuyên, ngựa phải liên tục cải thiện khả năng thích ứng của mình để làm cho sự nghiệp suôn sẻ hơn. Nếu bạn phải chuyển đi công tác, đặc biệt là đi đến làm ở một khu vực hỗn loạn, tranh chấp chính trị, hãy cố gắng từ chối một cách khéo léo. Nếu không thể, bạn cũng có thể xem xét việc từ chức. Đồng thời, trong năm nay, Thái Tuế chiếu mệnh có rất nhiều khả năng bạn bị kỷ luật, cắt giảm lương thưởng vì làm điều sai trái. Nhưng không cần phải quá lo lắng bởi vì vẫn có các tinh giúp bạn một tay trong thời kỳ khủng hoảng. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn sẽ bị đối thủ giành trước cơ hội, sẽ phải chịu tổn thất, thậm chí sẽ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm, bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế, trong thời điểm này, tuổi Ngọ chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư,
đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng thất thoát, thậm chí là phá sản. Khi làm việc, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời một ai quá dễ dàng. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Ngọ hãy đem theo bên mình pháp khí hộ thân, bát bảo, tâm kinh. Là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bản mệnh nghênh đón quý nhân, hỗ trợ trên con đường sự nghiệp, tạo cảm hứng, tăng khả năng tập trung và thích ứng cho tuổi Ngọ khi làm việc. Đồng thời sẽ giúp bản mệnh có nhiều may mắn và cơ hội trong việc đầu tư, kinh doanh, đem lại nhiều tài lộc và tiền bạc. Về mặt tài lộc, cát tinh sẽ có lợi cho kế hoạch tiếp thị và tăng doanh thu bằng cách dựa vào các chiến lược thông minh của tuổi Ngọ. Tiền sẽ vào túi của bạn ở một mức nhất định. Đồng thời, cần lưu ý rằng tuổi Ngọ gặp thái tuế sẽ dễ bị dẫn đến phá sản xuất. Đồng thời, cần lưu ý rằng tuổi Ngọ gặp thái tuế sẽ dễ bị dẫn đến phá sản xuất phát từ mong muốn và ý chí quá xa vời hoặc do các dự án bất động sản bạn đang theo đuổi. Tuổi Ngọ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những khoản chi tiêu lặt vặt cho nhiều thứ không tên vào năm 2021. Chi phí hàng ngày sẽ nhiều hơn rất nhiều so với những năm trước. Ví dụ, tiền thuốc thang, sửa chữa nhà, năm 2021 chi quá nhiều tiền, không có khái niệm tiết kiệm tiền và quản lý. Trong những năm thái tuế, bạn đừng mong kiếm được nhiều tiền. Tốt nhất là đừng sử dụng tiền tiết kiệm của mình quá đà, nên hạn chế mua bán. Hậu quả sẽ trở nên quá khủng khiếp. Để vận hạn suôn sẻ và có thể giúp con đường đúng đắn hơn, thì bản mệnh hãy đeo pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp bạn chiêu mời quý nhân sẽ hỗ trợ và chỉ đường dẫn lối cho bản mệnh trong con đường tài lộc để tránh bị mất mát quá nhiều tài lộc. Đồng thời, pháp khí còn giúp bản mệnh tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc và đem lại bình an, mang lại sức khỏe cho bản mệnh. Về tình duyên, trong năm 2021, người tuổi Ngọ đào hoa khá vượng. Cho dù bản mệnh là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân, bạn sẽ dễ có những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng có thể đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cũng cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư, tật xấu, phát huy những điểm mạnh, điểm yếu của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng, bỏng không. Những người đã tìm được nửa kia tốt nhất không nên có bất cứ suy nghĩ nào về chuyện kết hôn trong năm nay. Nếu không, sẽ có những mâu thuẫn sau khi kết hôn thì khả năng ly hôn vẫn còn khá cao. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Tân Sửu, bản mệnh phải kiềm chế sự nóng nảy, cần thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Nếu không, sẽ khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng, nhàm chán. Bên cạnh đó, trong năm nay, bản mệnh cũng dễ phạm đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận, gần gũi với mình. Mệnh chủ, hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân để kích hoạt tình duyên cho mình và có thể thoát khỏi kiếp độc thân trong năm 2021. Đồng thời, cũng giúp những người có gia đình có thể hóa giải được những mâu thuẫn với nửa kia và tránh xa được kẻ thứ ba phá rối chuyện gia đình bạn. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Ngọ trong năm Tân Sửu 2021 không mấy khả quan. Thái tuế Sửu Thổ, vượng địa khiến các yếu tố mộc và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người gặp vấn đề về thận hoặc về tiết niệu. Hàng ngày, nếu cảm thấy khó chịu không nên chủ quan, nên đi khám bác sĩ kịp thời để chẩn đoán ra bệnh, không nên để bệnh tình kéo dài lâu ngày. Ngoài ra, thổ khí còn ảnh hưởng khiến cho đầu óc mệnh chủ trì trệ, không tỉnh táo. Nên khi tham gia giao thông, đặc biệt lúc lái xe, người tuổi Ngọ cần hết sức chú ý an toàn, tránh sơ ý xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nếu như bạn từ chức hay làm ngành nghề mới, hãy suy nghĩ cho kỹ hoặc tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân. Trong năm nay, bản mệnh cũng không nên quá nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan, tụ tập cũng như trong cuộc sống,
cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu, về dài. Tuổi Ngọ cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp, có nhiều sát khí nếu không muốn những yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến bản thân mình. Tốt nhất, bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Năm 2021, tuổi Ngọ do phạm phải hại thái tuế, thầy Gia Cát khuyên con giáp này hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên, địa, nhân, cân bằng ngũ hành, tránh mắc các bệnh về tim mạch, cảm cúm, bệnh hô hấp. Vòng tay còn giúp bản mệnh chiêu mời quý nhân sẽ phù hộ và bảo vệ bản mệnh trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn hóa giải thị phi, mâu thuẫn và xua đuổi tiểu nhân quấy phá trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.